Trong công điện khẩn gửi các địa phương đêm qua, 26 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa. Tại cuộc họp, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất việc lưu thông hàng hóa. Lý do, hiện nay một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng như yêu cầu thay thế lái xe của địa phương Quy định giá trị hiệu lực của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 là 24 giờ hoặc 48 giờ ngắn hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế là 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại, phải đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa với sở công thương trước khi vào địa phương. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại công điện số 1.102 trên CDTTG ngày 23 tháng 8 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm việc với các địa phương để thống nhất trong triển khai thực hiện, bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường chống dịch. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc thống nhất quy trình kiểm tra xe vận tải theo quyết định số 1570 trên QĐ BGTVT. Đặc biệt, chỉ đạo ra soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1102 trên CD TTG ngày 23 tháng 8, các văn bản của Chính phủ về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, các địa phương phải chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. Báo cáo kết quả ra soát về Bộ Giao thông Vận tải trước 15 giờ chiều mai 28 tháng 8 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã nêu đích danh 8 địa phương đưa ra các quy định khác nhau gây ách tắc trong kiểm soát lưu thông hàng hóa gồm cần thơ bà rịa vũng tàu an giang hải phòng quảng ninh hà tĩnh hải dương bạc liêu dù chính phủ đã có nhiều văn bản yêu cầu bỏ việc kiểm tra với xe qr code thông suốt vận chuyển hàng hóa song nhiều địa phương vẫn tiếp tục quy định các giấy phép con làm khó doanh nghiệp